giá trị đạt 1,12 tỷ đô la Mỹ, tăng 52,6% so với cùng kỳ năm 2023, là con số ấn tượng mà xuất khẩu cà phê Việt Nam đem lại trong quý 3 năm 2024. Đây cũng chính là mặt hàng có giá tăng mạnh nhất trong niên vụ 2023-2024. Nhu cầu tiêu thụ Robusta toàn cầu tăng mạnh chính là yếu tố khiến cho giá cà phê liên tục tăng cao và lập đỉnh trong thời gian qua. Thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cà phê trong quý 3 năm 2024 đạt 1,12 tỷ đô la Mỹ, tăng 52,6% so với cùng kỳ năm 2023. Tuy nhiên, khối lượng xuất khẩu giảm gần 13%, ở mức gần 213.000 tấn. Tuy sản lượng giảm nhưng nhờ giá tăng mạnh nên kim ngạch xuất khẩu cà phê đã vượt mốc 2,24 tỷ đô la Mỹ trong cả năm 2023 và thiết lập kỷ lục mới. Kết thúc niên vụ 2023-2024, từ tháng 10 năm trước đến tháng 9 năm nay, Việt Nam xuất khẩu tổng cộng 1,47 triệu tấn cà phê, giảm 11,3% so với niên vụ trước, nhưng giá trị kim ngạch xuất khẩu trong niên vụ vẫn tăng tới 33%, lên mức 5,42 tỷ đô la Mỹ, cao nhất trong lịch sử. Giá cà phê xuất khẩu tăng đột biến, cao hơn gần 50% so với niên vụ trước, đạt mức trung bình 3.673 đô la Mỹ một tấn. Riêng trong quý 3, với giá trung bình đạt 5.266 đô la Mỹ một tấn, tăng 75,2% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt đỉnh điểm 5.469 đô la Mỹ một tấn trong tháng 9, mức cao nhất từ trước đến nay. Thưa quý vị, theo thống kê sơ bộ từ Tổng cục Hải quan, trong 10 tháng qua, nước ta đã xuất khẩu hơn 613.500 tấn hạt điều, thu về gần 3,6 tỷ đô la Mỹ. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng hạt điều xuất khẩu tăng 18,5% và giá trị tăng hơn 22%. Các chuyên gia dự báo những tháng còn lại của năm 2024, kim ngạch xuất khẩu sẽ tiếp tục tăng mạnh khi nhu cầu của các nước trên thế giới lên cao dịp cuối năm. Ngành điều theo đó cũng được kỳ vọng sẽ lập kỷ lục lịch sử với kim ngạch xuất khẩu đạt 4 tỷ đô la Mỹ trong năm 2024. Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu điều cho biết sở dĩ kim ngạch thua về lớn là do giá bán điều những tháng qua luôn ở mức cao. Khi giá xuất khẩu tăng từ 5.300 đô la Mỹ trên một tấn lên hơn 6.400 đô la Mỹ trên một tấn. Hiện nước ta vẫn giữ vững ngôi đầu thế giới khi xuất khẩu sang 90 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đáng chú ý, tại thị trường Mỹ, hạt điều nước ta đang đứng vị trí số 1 khi chiếm tới 89% tổng lượng nhập khẩu của quốc gia này. Nhập khẩu và sản xuất xuất khẩu vẫn rất là tốt, vẫn tăng đều, mà là có thể năm nay tăng rất là mạnh. Năm nay công ty chúng tôi tăng có thể là 40% so với cùng kỳ năm trước và cũng là cái doanh số xuất khẩu kỷ lục từ trước nay. Các chuyên gia dự báo xu hướng ưa chuộng chế độ thuần ăn chay và thực vật đã làm cho nhu cầu về các loại hạt tăng, trong đó có hạt điều. Do đó, những tháng cuối năm, xuất khẩu điều sẽ tăng mạnh nhờ yếu tố chu kỳ và giá xuất khẩu có xu hướng tăng. Đặc biệt khi doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm điều chế biến sâu chất lượng cao đã giúp ngành điều tiếp cận được nhiều khách hàng khó tính với giá bán tốt. Ngành điều năm nay đã đạt được có thể là các chỉ tiêu mà đặt ra từ đầu năm đó có thể là hoàn thành và sẽ vượt chỉ tiêu. Ví dụ như đầu năm thì đặt chỉ tiêu là sẽ 3 tỷ 6 cái tổng kim ngạch xuất nhập khẩu thì có thể là tới thời điểm này chắc chắn tự tin rằng là cái kim ngạch xuất khẩu của ngành điều sẽ vượt hơn 3 tỷ 8. Và cái nguồn mà đang phát triển thì cũng đang ổn định. Hiệp hội điều Việt Nam cũng khuyến cáo các doanh nghiệp cần đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm chế biến sâu chất lượng cao, từ đó tiếp cận được nhiều khách hàng khó tính và bán được với giá cao hơn. Đặc biệt các đối tác đến từ nước châu Á, nơi đang có dư địa rất lớn để ngành điều Việt Nam tăng tốc phát triển thêm thị trường. Với kim ngạch xuất khẩu 4 năm ước tính đạt hơn 200 tỷ đô la Mỹ, tăng trưởng từ 12% đến 15%. EU là thị trường nằm trong top 6 thị trường xuất nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam. Và tuy nhiên, những điều chỉnh quy định mới đây của EU ban hành đã, đang và sẽ tác động tới xuất khẩu của Việt Nam. Đơn cử, vừa qua EU đã ban hành quy định quy trình mới về nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài. Theo đó, từ ngày 3 tháng 6 năm 2024, tất cả doanh nghiệp có liên quan tới hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam vào EU đều phải khai báo dữ liệu trước khi hàng đến vào hệ thống kiểm soát hàng hóa nhập khẩu. Doanh nghiệp Việt Nam nếu không nắm được các quy định này, có khả năng phải hứng chịu hậu quả nghiêm trọng như các container và lô hàng sẽ bị dừng tại biên giới với EU, hàng hóa sẽ không được thông quan bởi hải quan, hoặc các tờ khai không đầy đủ hoặc bị từ chối sẽ bị cấm vận vì không tuân thủ quy định của EU. Các mặt hàng bị ảnh hưởng bởi quy định này bao gồm gia súc, cacao, cà phê, dầu cọ, cao su, đậu nành, gỗ và một số sản phẩm có nguồn gốc liên quan. Các doanh nghiệp muốn xuất khẩu nông sản vào EU cần nắm bắt các quy định, xu hướng thị trường để chuyển đổi mô hình sản xuất phù hợp, bắt kịp xu thế mới của EU.
tập trung chỉ đạo thực hiện giải ngân ngay đối với các nguồn lực được hỗ trợ, huy động để xóa nhà tạm, nhà rột nát trên địa bàn. Đây là một trong những nội dung được nhấn mạnh tại công điện 117 của Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chiều qua, nhằm mục đích đẩy nhanh, mạnh việc triển khai xóa nhà tạm, nhà rột nát trên phạm vi cả nước. Công điện gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nêu rõ việc chăm lo giải quyết nhà ở cho nhân dân, nhất là người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng của thiên tai luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm và xác định là một nhiệm vụ trọng tâm của an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Để thực hiện thành công mục tiêu hoàn thành xóa nhà tạm, nhà rột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung khẩn trương triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 102 ngày 6 tháng 10 năm 2024 và chỉ thị số 42 ngày 9 tháng 11 năm 2024 về đẩy mạnh triển khai xóa nhà tạm, nhà rột nát trên phạm vi cả nước và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp thứ nhất Ban chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà rột nát trên phạm vi cả nước. Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương thành lập, chỉ đạo thành lập Ban chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà rột nát ở địa phương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã do Bí thư cấp ủy làm trưởng ban chỉ đạo, hoàn thành trong tháng 11 năm 2024. Đặc biệt, Thủ tướng giao cho Bộ Tài chính hướng dẫn triển khai thực hiện việc sử dụng kinh phí từ nguồn tiết kiệm 5% chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2024 để triển khai hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà rột nát theo quyết nghị của Quốc hội, thống nhất với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, triển khai phân bổ ngay khi được phê duyệt. Thưa quý vị, tại Rio de Janeiro, Brazil, Hội nghị Thượng đỉnh G20 năm 2024 đã khai mạc với chủ đề xây dựng một thế giới công bằng và một hành tinh bền vững. Sau 19 lần tổ chức, Hội nghị Thượng đỉnh G20 năm nay quy tụ sự tham gia đông đảo nhất của các nhà lãnh đạo từ trước đến nay. Nhận lời mời của Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị. Phát biểu tại phiên thảo luận, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kêu gọi các nước cần phải có quyết tâm chính trị cao hơn, nguồn lực lớn hơn, hành động quyết liệt hơn cho các chương trình, dự án cụ thể, thiết thực, hiệu quả hơn. Bởi xóa đói, nghèo thì không chỉ có ý nghĩa nhân văn cao cả, mà còn là một trong những nền tảng quan trọng nhất, tác động trực tiếp tới đảm bảo hòa bình, an ninh, ổn định trên toàn cầu. Trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh G20, Việt Nam đã tham gia sáng lập Liên minh Toàn cầu chống đói nghèo và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đề xuất 3 bảo đảm chiến lược cho công cuộc xóa bỏ đói nghèo trên toàn cầu. Thứ nhất là bảo đảm hòa bình, ổn định hợp tác phát triển là điều kiện tiên quyết để xóa đói nghèo và phát triển bao trùm. Thứ hai là bảo đảm hệ thống nông lương toàn cầu hiệu quả, ổn định, thích ứng và chống chịu với biến đổi khí hậu là nền tảng lâu dài. Thứ ba là bảo đảm đầu tư cho con người, lấy giáo dục đào tạo, an sinh xã hội là nhiệm vụ then chốt cho xây dựng xã hội hài hòa, bao trùm, bền vững. Kết thúc phát biểu, Thủ tướng trích dẫn đúc kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn kết là sức mạnh, và trên tinh thần đó, khẳng định Việt Nam cam kết đề cao chủ nghĩa đa phương, đoàn kết quốc tế chặt chẽ, đóng góp tích cực, hiệu quả vào nỗ lực chung, xây dựng một thế giới không còn đói nghèo lâu dài, một thế giới bền vững.